Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hoa. Trước mặt các bạn là lâu đài Praha của Cộng hòa Séc. Lâu đài là một quần thể được xây dựng vào thế kỷ thứ 9. Lâu đài từ lâu đã là nơi đặt trụ sở quyền lực của các vị vua Bohemian, hoàng đế La Mã thần thánh, và ngày nay nơi đây là nơi ở chính thức và là nơi làm việc của Tổng thống Cộng hòa Séc. Theo sách kỷ lục Guinness, lâu đài Praha là lâu đài cổ lớn nhất thế giới, chiếm diện tích gần 70.000 m2, dài khoảng 570 m và bề ngang rộng khoảng 130 m. Lâu đài là một trong những điểm tham quan được ghé thăm nhiều nhất ở Praha. Hàng năm, nơi đây thu hút khoảng gần 2 triệu lượt khách. Bên trong lâu đài có 4 sân. Khoảng sân đầu tiên được trang trí với các tác phẩm điêu khắc khổng lồ, trong đó có bức tượng hình sư tử và đại bàng. Đây cũng là khoảng sân có lính canh. Nơi đây hàng ngày diễn ra các phiên đổi gác. Phiên đổi gác cũng là một cảnh tượng thú vị, rất đáng xem. Đi tiếp, bạn sẽ tới cánh cổng thứ hai có tên là Matais, được trang trí theo phong cách Baroque. Cánh cổng này dẫn đến khoảng sân thứ hai. Ở đây có đài phun nước, bên trái của lâu đài là viện bảo tàng. Nơi đây trưng bày bộ sưu tập các bức tranh thời kỳ phục hưng và Baroque. Kiến trúc của lâu đài Praha là sự pha trộn độc đáo của các phong cách từ nhiều thời kỳ khác nhau, phản ánh quá trình lịch sử lâu dài và phức tạp. Các tòa nhà của lâu đài đại diện cho nhiều phong cách kiến trúc của thiên niên kỷ trước. Lâu đài Praha là một khu phức hợp bao gồm nhà thờ Thánh Gothic Vitus, Vương cung Thánh đường La Mã, Thánh George Basilica, một tu viện, một cung điện, một khu vườn và tháp phòng thủ. Ngày nay, hầu hết các khu vực của lâu đài đều mở cửa cho khách tham quan. Ngoài ra, trong lâu đài còn có một số bảo tàng, bao gồm bộ bảo tàng sưu tập nghệ thuật thời kỳ Baroque và phục hưng của phòng trưng bày quốc gia, bảo tàng trưng bày triển lãm các hiện vật lịch sử của Séc, bảo tàng đồ chơi và phòng trưng bày tranh của lâu đài Praha. Trên sườn đồi của lâu đài Praha, dưới những bức tường cổ là khu vườn phía nam. Đây là một địa điểm có tầm nhìn tuyệt đẹp để ngắm nhìn quang cảnh của thành phố. Thank you.